Cựu Tổng thống Donald Trump giành thắng lợi lớn trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của Đảng Cộng Hòa ở Iowa hôm thứ Hai, đánh dấu một trong những sự trở lại gây bất ngờ nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. 50% phiếu ủng hộ dành cho ông Trump là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử bỏ phiếu nội bộ. Và với thắng lợi này, ông có thể được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa lần thứ ba liên tiếp. Điều đó cũng cho thấy ông đang kiểm soát hoàn toàn Đảng Cộng Hòa. Nhưng sự trở lại của cựu Tổng thống Trump khiến người ta kinh ngạc hơn vì một lý do khác. Ông đã chiến thắng bất chấp 91 cáo buộc hình sự và những vướng mắc pháp lý khác có thể khiến ông phải ngồi tù hoặc mất rất nhiều tài sản. 3 năm 9 ngày đã trôi qua kể từ khi ông kêu gọi một đám đông xông vào đồi Capitol nhằm ngăn cản Quốc hội phê chuẩn chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Và chiến thắng áp đảo của ông Trump vào tối thứ Hai vừa qua cho thấy những cử tri Đảng Cộng Hòa trung thành nhất vẫn tiếp tục ủng hộ ông và không bắt ông phải trả giá cho cuộc tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Trên thực tế, ông còn biết tận dụng chính các vụ kiện để thắt chặt mối quan hệ của mình với các đảng viên Cộng Hòa. Các cử tri muốn đất nước của chúng ta quay trở lại. Họ xấu hổ vì những gì đang diễn ra. Đất nước của chúng ta bị cả thế giới cười nhạo và họ muốn đất nước của chúng ta quay trở lại. Họ muốn nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết. Kết quả này đặt ra những câu hỏi lớn cho các đối thủ của ông Trump. Thống đốc Florida Ron DeSantis giành vị trí thứ hai, dẫn trước với cách biệt nhỏ so với cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley. Kết quả này khiến ông DeSantis không còn nhiều hy vọng giành được đề cử của đảng, nhưng vẫn còn lý do để tiếp tục tham gia cuộc đua. Việc ông DeSantis đứng thứ hai là điều không mong đợi. Ông ấy đã đặt cược chiến dịch của mình và hy vọng có được thắng lợi lớn ở Iowa. Ông DeSantis đã đến thăm tất cả các quận, nhưng chỉ nhỉnh hơn bà Nikki Haley chút ít và kết thúc với tổng số phiếu bầu chưa đến 30 điểm phần trăm. Đây là một thất bại hoàn toàn so với chiến thắng kỷ lục trong lịch sử các cuộc họp kín ở Iowa mà ông Trump giành được. Vì vậy, họ sẽ phải chờ tới New Hampshire và Nam Carolina, nhưng thật khó để nói rằng họ có thể thu được bất cứ điều gì có thể gọi là động lực. Bà Haley đứng thứ ba ở Iowa, nhưng bà đang dồn sức cho cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire vào tuần tới, nơi các cử tri độc lập, không công khai và các đảng viên Cộng hòa ôn hòa có thể đem lại cho bà cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng sớm trước ông Trump. Nhưng kết quả bầu cử của Iowa cũng cho thấy con đường để bà được Đảng Cộng hòa đề cử còn đầy gian nan. Ở các vùng nông thôn, nơi hầu hết các đảng viên Cộng hòa sinh sống, bà không gây được nhiều ấn tượng. Và mặc dù bà Haley và ông DeSantis đã chứng minh rằng mình nhận được một số lượng ủng hộ đáng kể của Đảng Cộng Hòa, nhưng không rõ liệu nó có đủ lớn để đánh bại ông Trump hay không. Chiến dịch tranh cử của ông sẽ gây áp lực ngày càng lớn để buộc họ phải rời khỏi cuộc đua. Khi đó, sẽ chỉ còn mình ông Trump tranh cử với ứng cử viên Joe Biden. Iowa chỉ là một tiểu bang đang trải qua quá trình đề cử kéo dài. Các phiếu bầu trong các cuộc họp kín đại diện cho một tỷ lệ nhỏ dân số của bang. Nhưng chiến thắng áp đảo của ông Trump ở vùng nông thôn trong bang này cho thấy ông nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri ở vùng ngoại ô. Và các cuộc thăm dò cho thấy chiến thắng của ông ở đây có thể được nhân rộng ở hầu hết các thành trì của Đảng Cộng Hòa trên khắp đất nước. Chiến thắng của ông Trump khiến nhiều người trên thế giới nghĩ đến khả năng ông sẽ quay trở lại Nhà Trắng. Ngoại trừ một số biến cố không lường trước được, sự áp đảo của ông ở Iowa khiến bất kỳ đối thủ nào muốn ngăn cản ông giành tấm vé của Đảng Cộng Hòa sẽ gặp phải cản trở rất lớn. Và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông có sức cạnh tranh cao, thậm chí dẫn trước Tổng thống Biden ở một số bang xung đột sẽ quyết định vận mệnh của Nhà Trắng. Điều này có thể khiến các đảng viên Đảng Dân Chủ lo ngại rằng chiến thắng của ông ở Iowa là sự xác nhận đầu tiên về việc ông đang hoạt động chính trị chuyên nghiệp hơn nhiều so với các cuộc bầu cử năm 2016 hoặc 2020. Các nhà phân tích cho rằng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với NATO, làm thay đổi chính sách của các nước phương Tây đối với Ukraine.